Rồi, xin chào các bác. Thế này em có cái đồng hồ đo điện này, cái mã của nó này, AN8008 này. Cái này em đặt ở mãi ở trên Shopee thôi, nhưng mà nó giao hàng ở nước ngoài ấy. Nó phải gần một tháng mới về đến nơi. Giá nó là rẻ nhất ở trên Shopee rồi, và nó ở nước ngoài. Thì cái thời gian lấy hàng rất là lâu. Thế con đồng hồ này hiện tại nó đang làm mưa làm gió trên trên mấy các diễn đàn về về điện, điện công nghiệp hoặc điện dân dụng, thì thấy nó cũng hay. Với lại cái cơ đồng hồ mình nó hỏng rồi, cái đồng hồ mình dùng hàng ngày nó hỏng rồi, đến bắt buộc cũng phải mua cái đồng hồ khác. Đặt con này về không biết là nó có giao hàng đủ, có đầy đủ phụ kiện không, vì con này ấy, khi mà mình xem mấy clip trên mạng ấy, thì nó rất là nhiều phụ kiện, thì không biết là cái này có đầy đủ phụ kiện không. Đây, thử đọc ra xem thế nào. Gói rất chắc chắn các bạn, hàng từ nước ngoài về mà. Rồi, trong này hết rồi. Nó đây. Hình như có vẻ đủ phụ kiện đấy. Đây là cái đồng hồ của mình này. Đọc, nó được bọc bởi một cái túi khá là ngon, giống như con tai nghe Code Pro hồi xưa ấy. Này. Đó. Sự là rất nhỏ các bạn. Con này nhỏ kinh luôn. Rồi xem. Ôi dồi, rồi mẹ rồi. Xem phụ kiện này có gì nào. Có vẻ là rất là đầy đủ các bạn. Đây. Đây. Vậy là nó đầy đủ phụ kiện luôn. Tại vì mình hỏi cái người bán ấy, người ta cũng không trả lời chắc chắn là có đầy đủ phụ kiện hay không. Cho nên mình cũng đang nghi ngờ. Nhưng mà hôm nay hàng về thì đủ phụ kiện. Này. Cơ bản đặt con này thích là vì nó rất là nhiều phụ kiện để mình có thể nghịch nghịch được. À này, đấy. Thêm một bộ dây này. Đây có bộ dây nữa này. Đây bộ dây khá là ngon. Dây bảo hành này. Cái này bảo hành nước ngoài cơ mà, kê cha nó đi. Đây dây của nó đây, đây là dây chính này. Dây này thì phải nói là ok đấy, ngon, kiểu như cái dây mà mua ở ở chợ rời ấy. Chợ rời thì mua loại ngon nó 30-40 nghìn ấy, còn mua cái loại đều đều thì nó chỉ có 10 nghìn 20 nghìn thôi. Có một bộ dây mình hồi xưa mình mua lâu rồi ở chợ rời, ngon thì nó phải giá đắt hơn. Rồi ok, nói chung là phụ kiện thì đầy đủ rồi, mấy cái cách dùng thì mình không cần phải 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 demo làm cái gì, vì nó ông là học điện thì cũng dễ thôi. Đây là cái con nhân vật chính của mình này, hình như chưa có pin lắp vào mới được. Ồ, phải lấy tô vít rồi, bác chờ mình tí lấy tô vít. Tôi biết nhầm đâu. Tôi biết mình nằm ở đây. Con này hình như chưa có pin rồi. Không biết có cái pin này không. Rồi. Hai cục pin nhỏ. Chết rồi, không biết mình có cái cục pin này không. Nó ở đâu nhỉ? Rồi, mình tìm thấy cái cục pin này. Để máy ở trong cặp. Không cần xoáy đâu, tí nữa xoáy. Hình như hơi tối, bật flash lên nào. Rồi. Cái này thích như là màn hình nó rất là to, nhìn rất là dễ. Cắm cái dây vào xem nào.
cái này rút ra được. Ra thì cái này hay mình chỉ hay đo thông mạch nhưng mà không kêu à. Sao nó không kêu nhỉ? Này nào cây dựng lên để mình lắp cái vào đó. Bắt ốc vào mới dựng được. Nó hơi lỏng. Rồi, lên được rồi. Có giả kêu gì các bác? Hai mình ai chưa ăn kêu. Đây nó có đèn này. Ấn cái này, ấn cái chế độ này nó mới kêu. Rồi, đo thông mạch thì chắc là dễ thôi. Có gì đo này, có cái đầu cầu chì này. Cầu chì này chết rồi sao? Rồi, đo thử đo được dòng điện này. À quên đo điện áp xem nào. Mình thấy có cái cục pin. Đây, thử đo cục pin này xem nó thế nào. Đó, cục pin này là 1,5V. Rồi, chuẩn phết. 1,49. Thử kiếm cái con điện trở đo xem nào. Là điện trở. Con điện trở này là con 1K thì phải. Lâu rồi không đọc cũng quên mất cái màu của nó rồi. Bị mù màu rồi. Đó, đúng rồi, 1K. Rồi, mình thử đo cái gì nữa nhỉ? Ở đây có cái loa. Cái loa này là bao nhiêu ôm này? 4 ôm, thử đo xem nào. Chắc nó bên nào có đo được nó không? Chuẩn luôn. Nó đo 4 ôm luôn các bạn ạ. Đó, nó đo 4 ôm luôn. Ok, mình thấy con này nó khá là chính xác đấy. Thôi rồi, nghịch thế thôi chứ cái này nó cũng không có gì đâu. Cái chức năng thì các bác cũng biết rồi. Đo vôn này, đo mi vôn này, đo ôm này, nó đo cả tần số nữa này. À, mình thử đo cái tần số này xem. Mình sẽ cho vào ổ điện xem nó đang như nào. Còn mấy cái này thì đo, đây đo nguồn xung này. Mình sẽ thử đo cái nguồn điện nhà mình đang dùng đây xem nó là bao nhiêu, tần số bao nhiêu. Để đây, mình sẽ quay lên cái ổ điện. Ổ điện nhà mình đâu rồi? Đây. Chờ tí nhé, nó hơi thấp. Rồi. Mình đây mình có cái ổ điện đây. Mình sẽ tự cắm mình để cái thang này. Mình sẽ để cái thang đo tần số HZ này. Rồi mình sẽ cắm vào ổ điện nhà mình xem nó bao nhiêu. Chưa vào. Nhìn nó chưa vào thì vậy. Từ đang đo cái vôn xem nó đang bao nhiêu nè. Sao nhỏ thế? Đây vôn xoay chiều và một chiều mà đúng rồi. Điện nhà mình chỉ có 180V thôi à? Sao nó hiện là DC nhỉ?
Si này, đây các bạn, mình phải ấn cái này rồi, nguồn này 230V này. Rồi mình sẽ bật sang cái chế độ độ đo. Rồi ô, đây là cái gì đây? Hz hay nó chưa ăn, không hiểu. Bật thế nào? À đây, bật nữa, phải bật sang chế độ auto này, nó với hiển thị là 50 này, 50 Hz này. Đó. Thế là cái đo cái gì? Đây, cái này mình sẽ tìm hiểu sau thôi. Rồi ok. Như thế là cái đồng hồ em thấy là đo khá là chính xác. Rồi, cảm ơn các bác.